Cao Trí Minh giới thiệu đến các bạn dòng sáo mèo kép trúc hun khói, dòng cao cấp, âm rất chuẩn và hay, thổi nhẹ vang. Đây là dòng sáo làm từ trúc bắc, được xử lý gia công hun khói nhiều ngày để tạo màu và chống mối mọt. Sáo thì gồm có hai thanh, một thanh to là giọng trầm hay còn gọi là mèo nam, còn thanh bé là giọng cao mèo nữ. Các bạn yêu thích dòng sáo này thì liên hệ với Cao Trí Minh qua số Zalo và điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.